Hương! Kìa, anh Thịnh! Em! Sao đứng ngoài cửa vậy? Vô đây đi! Trời ơi! Anh ướt hết rồi nè! Trời mưa mà, anh đi đâu vậy? Nghe nói em bệnh, anh qua thăm em nè! Lâu lắm rồi anh mới đến nhà em. Mấy lần em đến thăm anh lại lánh mặt em. Anh Thịnh nè, lúc này anh sao vậy? Không chỉ riêng em đâu, anh muốn lánh mặt tất cả mọi người. Từ ngày xuất viện với một cánh tay đã mất, anh thấy đời không còn tươi đẹp. Anh cảm thấy mọi người như xa lánh anh. Anh đừng có nói vậy. Bà con ai cũng thương anh hết á. Còn em á thì em lúc nào cũng xem anh là một người anh thân thiết mà. Hả? Còn em là... Là cô gái nhỏ của anh như ngày xưa. Sao? Chỉ là em gái thôi à? Bộ, anh không muốn nhận em làm em gái của anh sao? À không, muốn lắm chứ. Em nhắc làm anh nhớ đến kỷ niệm ngày xưa. Lúc ấy em còn nhỏ, anh thường đưa em đi học qua những con đường quê rợp bóng tre, qua những nhịp cầu soi bóng đôi mình. Rồi mỗi ngày em một lớn thêm, tình anh em lại đậm đà theo năm tháng qua. Kỷ niệm ngày xưa em vẫn nhớ đến giờ. Em thường hay nũng nịu bác năm chiều theo ý của em. Hương ơi, anh muốn cho thời gian quay về dĩ vãng để cho anh được sống trong khung trời kỷ niệm. Nơi đó có cô bé ngây thơ trắng trong như nụ hồng vừa chớm nở, dễ mến dễ thương nhưng hay dần. Cô bé ấy giờ đây là đóa hoa hàm tiếu đang khoe sắc giữa cuộc đời. Không còn giận hờn, không còn đòi hái hoa bắt bướm, khiến anh thấy lòng như trong vấn cách xa. Nhớ ngày anh giả biệt em ra nước ngoài tập quân, khi ấy em vừa chớm tuổi 15. Em tiện anh đi bằng ánh mắt ngây thơ trong sáng, anh chỉ biết nhìn em mà không thốt nên lời. 3 năm ở nước ngoài anh vẫn luôn nhớ đến em, mong ngày gặp lại sẽ cùng em thổ lộ. Nhưng tai nạn đã cướp đi của anh một phần thân thể, bây giờ nhìn em anh càng thấy xót xa hơn. Anh Thịnh, anh nói gì mà khó hiểu quá hả? Dù anh có ra sao đi nữa, em vẫn xem anh là người anh của em như ngày nào mà. Phải, anh biết. Anh biết em vẫn thương và quý trọng anh. Vậy sao anh còn buồn? À không, anh buồn chuyện khác mà. Chuyện gì vậy? Vì cái chuyện... À nhưng mà thôi. Em, bữa nay bớt bệnh nhiều chưa? Dạ, em bớt nhiều rồi. Có anh qua thăm á, em vui. Bệnh gần như đã khỏi rồi đó. À, ở nhà anh còn một số thuốc, để anh về soạn đưa qua cho em nha. Ý, thôi khỏi, má có mua thuốc cho em mà. Không, để anh về đem thuốc qua cho em mà. Thôi, anh về nha. Ok anh Thịnh. Anh Thịnh nè, đường trơn coi chừng té đó nha. Ý, ai như thằng Thịnh nó qua tới nữa kìa. Dạ, anh Thịnh đó má. Dạ thưa dì hai. Cháu Thịnh mới qua hả? Dạ, cháu mang qua cho Hương một số thuốc. Hương, thuốc nè. Dạ, cảm ơn anh Thịnh. Ủa, còn anh đây là... Quên nữa, Hương, con giới thiệu cho hai anh được biết nhau đi con. Dạ. Anh nè, sẵn đây em giới thiệu với anh Hùng, đây là anh Thịnh, một người thợ máy, vừa hiền lành nè, lại vừa giỏi giang nữa. Nhưng chẳng may bị tai nạn nghề nghiệp, nên anh phải mất một cánh tay. Nhà anh Thịnh ở xóm trong á, và hai gia đình xem nhau như ruột thịt đó anh. À anh Thịnh, còn đây là anh Hùng, người ơn đã tìm lại được cái sắp tay cho em, trong chuyến đi thăm anh đang nằm viện ở Sài Gòn đó.
Vậy thì anh Hùng và anh Thịnh hãy làm quen với nhau đi. Dạ. À, hân hạnh được biết anh. Chào anh Thịnh. Tôi cũng hân hạnh được biết anh Thịnh. Xuống đây mấy lần rồi, tôi có được nghe Hường nhắc nhở nhiều về anh Thịnh lắm đó. Nay hạnh được gặp anh. Và sau khi lành bệnh trở về, tôi cũng được nghe dì Hai và em Hường thường hay nhắc nhở đến nghĩa cử cao đẹp của anh. Từ mấy tháng trước đây chúng ta đã quen nhau, xin anh cho tôi hỏi thăm một việc. Nếu có việc gì anh Thịnh hãy hỏi đi, ở chỗ thăm tình quen biết chứ ngại chi. Những điều mà tôi muốn hỏi anh đây cũng không có gì là quan trọng lắm đâu. Em biết từ lâu anh Hùng rất thành thật, chẳng giấu giếm điều chi đối với gia đình này. Cháu có điều gì thì cứ hỏi ra đi, hãy nên xem nhau như hai người thân thuộc. Nếu được vậy thì bác rất vui thay, đối với cả hai bác yêu mến vô cùng. Hiện nay Sài Gòn có nhiều băng cướp giật, mà anh Hùng đây tìm lại được tức thì. Chắc hẳn anh đây phải có trách nhiệm gì nên mới tóm đầu trừng trị bọn lưu manh. Không, tôi đây chỉ. Theo tôi biết á, đất Sài Gòn hiện nay, một á là chỉ có lực lượng công an săn bắt cướp mới có thể truy lùng thủ phạm. Còn hai nữa là tay anh chị có máu mặt mới có khả năng giải quyết được đàn em út một cách mau lẹ như vậy. Nhưng tại sao lại đem cái chuyện đó nói với tôi? À, hay là anh ám chỉ tôi là một tay anh chị, phải không? À không, tôi không ám chỉ anh. Không ám chỉ, tại sao lại nói năng như vậy với tôi? À, có thể người ta nói đúng, vì hãy thuốc đắng thì giả tật, còn lời thật thì mất lòng. Mà người ta cũng có nói, hãy biết thì thưa thì thốt, còn không biết thì dựa cột mà nghe. Chớ nên đoán đại đoán bừa, rồi thiên hạ sẽ cho mình là con trai mà hay lý sự lẻo mép đó. Hả? Anh muốn nói ai? Tùy anh hiểu lấy, nhưng thôi, tôi cũng không muốn tranh cãi với anh. Thưa bác, vậy thì lần gặp gỡ hôm nay cũng là lần chia tay. Cháu sẽ không bao giờ trở lại nơi đây để tránh cho em Hường nhiều phiền phức và những gì xảy đến lôi thôi trong sự có mặt của tôi. Anh Hùng ơi, xin anh bớt giận, không việc gì quan trọng lắm đâu. Đó chẳng qua là hiểu lầm trong câu chuyện. Hai cháu nghe đây, hãy nghe bác nói, chớ để tâm nghi kỹ mà làm gì. Giữa chúng ta quen biết chỉ một lần, sao lại có chuyện lằng nhằng. Hãy tà trấu cột ghét con cháu ăn. Nè, anh nói năng phải cho đúng đắn đàng hoàng, chớ nên nói chuyện sổ sàng. Tại sao mà trâu cột ghét cháu ăn? Thôi thôi, cho dì xin đi. Trời ơi, cùng là anh em với nhau mà sao lại cãi giả làm gì? Em xin anh Hùng và anh Thịnh hãy bỏ qua đi, để cho gia đình hôm nay được vui vẻ mà. Thôi được, nếu tôi có lời gì làm cho anh tự ái, xin anh bỏ qua cho nha. Dạ, chào dì Hai, cháu về. Anh về nghe Hương. Anh à. Ủa, nhà ông chứ sao? Tôi cho bà biết. Nè nè, quánh cháu quánh tôi không? Nè, quánh thử coi. Ủa? Anh Chính, chị Chính, mới qua hả? Tụi tôi mới qua. Nãy giờ có chuyện gì mà anh chị đòi ăn thua đủ vậy? Ôi, thì cậu cũng phải biết cái đánh của bà mà. Đánh tôi sao? Hễ muốn nói thì cứ nói chứ sao? Không có cần biết thất giác gì hết. Đánh của tôi vậy đó, ai chịu không chịu thì thôi. Nhạc thôi không được chứ. Sao chịu thì không được rồi. Tôi nói thiệt với bà đó nghe. Nếu mà không được thì... Thôi, cho tôi xin giải quề đi. Rõ ràng là hai ông bà khắc khẩu mà. Khắc khẩu cái gì? Chứ không phải ông có cái thằng ông vừa nói khẩu sao? Nè, nhưng mà hôm nay đó anh chị qua nhà tôi có chuyện gì? Thì cũng có chuyện chứ sao không có chuyện. Mà cậu có nghe chuyện gì chưa? Tôi có nghe chuyện gì đâu. Thì bà nói đi, bà nghe. Trời đất ơi, bộ cậu không nghe thiệt vậy hả? Thiệt mà, nhưng mà chuyện gì vậy chị Chính? Còn cái chuyện gì nữa cậu? Thiệt là kỳ quá mà. Ở trong làng mình đây, trai đứng lên tiền thiện, chứ không có ai hết trơn, sao lại giả người ở xa đến đây hôm nay. Mà nhà ai?
không nơi nào vậy chị? Tại nóng quá nên đến đây cho cậu biết một tin của cô Hường. Sao có tin cô Hường? Nên nói cho tôi tường. Bởi má Hường chính thật mà ai gả cho chàng đẹp trai. Nhưng mà người nào ở đâu? À thì cái thằng cha ra tay nghĩa hiệp lấy dùm cái xác cho con Hường đó. Hả? Lúc nói với bà hai đi thăm cậu ở nhà thương trên Sài Gòn về đó. À, thì ra dự đoán của tôi không sai. Như vậy là Hường đã ưng thuận tên Hùng. Hường ơi, vậy là anh không còn gặp được em nữa rồi. Bà, tôi về bà. Ủa sao vậy? Trời ơi, cho bà không thấy cậu Thịnh có đang buồn sao? Ờ ha, biết vậy mình đừng kể cho chú ấy nghe làm gì ha. Ông ơi, thôi về đi. Khoan, trời ơi, mới nói về liền cho khoan. Chờ tôi với bà, chờ. Như vậy là anh đã mất em thật rồi sao? Em không có nghĩ gì về anh hết sao? Trời ơi, vậy mà từ lâu anh đã thầm thương trọn nhớ. Rồi đây, anh sẽ không còn sang nhà em nữa. Nhưng làm sao anh quên được mùi hoa xứ nhà nàng? Hường ơi, em ơi. Thế là hết rồi em ơi. Sao anh còn đến nhà em làm gì nữa? Tất cả mọi người đã khinh rẻ má con em. Đời là vậy đó em à. Nhưng tại vì em không chú ý đó thôi. Chứ thật ra thì thỉnh thoảng anh cũng có qua đây mà. Hả? Anh có qua đây? Anh qua đây bao giờ? Nhiều lần lắm. Nhưng anh ngại ngùng không dám vào nhà. Em, anh biết lúc ấy em chưa có khái niệm gì về tình yêu cả. Nhưng mà anh vẫn thương, vẫn nhớ, và vẫn cứ đợi chờ. Anh không khinh em sao? Không. Vì em có tội với anh nhiều lắm. Gia đình em đã quên lời hứa hẹn. Chính má cũng xấu hổ với bác bên nhà. Em à, mình bỏ hết chuyện cũ đi. Ở đời đó, có mấy ai tránh khỏi điều lầm lỗi. Mình hãy xem như giông bão đã đi qua, và chúng ta nên hằn gắn lại. Có nghĩa là anh vẫn mãi mãi yêu em. Anh Thịnh. Em. Có thật như thế không? Có thật là em còn diễm phúc ấy hay không? Em. Thật mà. Vì trong lòng của anh, một khi anh đã thương rồi thì... Thì sao hả anh? Ngàn năm thương hoài một bóng hình thôi. Tình đã khơi rồi mong khó nhà phai. Căng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng xuân dày. Mây bay bay dài ngàn năm, thời gian âm thầm như nước cuốn trôi. Lòng trước yêu người thì khó đôi quên thân rồi có khi tàn. Tình này chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Anh Thịnh, khóc cả. Anh Tư ơi, em khổ lắm anh Tư à. Sao mày khổ?
Hay là thằng Hùng đô la nó bỏ mày nên mày khổ. Hương ơi, Hương à. Dạ, chi đó anh? Em, từ ngày chúng ta cưới nhau, anh xin với má về cất nhà ở nơi đây, xa cách mọi người. Em, vậy em còn mặc cảm nữa không? Chẳng những em không còn mặc cảm, sao bỗng nhiên hôm nay em lo sợ quá à? Hả? Em sợ ai? Hùng đô la. Em sợ Hùng đô la sẽ trở lại tìm mình. Em đừng lo sợ những điều viển vông ấy. Tuy rằng tên Hùng đô la đã vượt ngục, nhưng hắn không thể nào thoát được mạng lưới của công an đâu. Thịnh ơi, nếu một mai anh lỡ có bề gì thì chắc em đây cũng không thể nào sống được. Coi kìa Hương, tại sao hôm nay em có ý nghĩ gì lạ vậy? Có lẽ đây là linh cảm của em báo trước chúng ta sẽ gặp chuyện không may. Hả? Gặp chuyện không may à? Vâng. Nhưng mà chẳng phải em lo sợ cho em, mà em chỉ lo sợ cho anh đó thôi. Em lo sợ cho anh điều gì? Em lo sợ rồi đây vì bão giông nơi này, e rằng anh chỉ có một tay nên khó chống ngăn được ai. Hương bình thầm đi, tuy một tay nhưng chẳng can gì. Đừng nên nói nhảm dưng tình vào tình đôi ta, không thể làm sao lìa xa hai trái tim nhịp chung. Thịnh ơi, em vẫn biết tình yêu của chúng ta hiện giờ đây không thể nào chia xa được nữa. Nhưng anh ơi, linh cảm của em dường như báo trước mình sẽ gặp chuyện không may xảy đến trong đời. Nên suy nhược tinh thần rồi lại suy nghĩ đó thôi. Chứ lẽ nào cuộc sống yên vui mà lại phải bị dập dùi trong bể khổ. Em chỉ sợ cơn ba đào dòng tố cướp mất quyền yêu vào đây đời. Nếu mất anh rồi em biết sống sao đây, trong khi chỉ có anh là nguồn yêu thương duy nhất. Em hãy an tâm tận hưởng niềm hạnh phúc, và chẳng bao giờ mình cách đâu em. Vâng, em sẽ nghe anh. Em, vậy thì em đừng lo sợ nữa nha. Dạ. Em. Anh Thịnh. Thật là chân tình quá. Hả? Kìa, Hùng đô la. Không, mà phải nói là Hùng chồng của em chứ. Trời ơi, ông còn trở lại đây làm gì? Để đòi nợ. Nợ gì? Nợ máu. Thằng khốn kiếp kia, mấy tháng trước chính mày đã báo cho công an bị bắn và trọng thương. Hôm nay mày phải chết, mày nghe rõ chưa? Ông không được hành động như vậy. Em lo ngại cho nó à? Yên tí đi, nó chưa chết liền đâu. Trước khi chết, nó sẽ được chứng kiến cảnh vợ chồng mình ân ái với nhau nữa kìa. Không, tôi chưa bao giờ là vợ của ông hết. Sao anh lại nói như vậy? Mình đã chẳng từng mặn nồng bên nhau sao? Đến đây với anh đi. Đến đây. Mày bỏ đi những ý nghĩ điên cuồng đó. Mày không thoát khỏi lưới pháp luật đâu. Tâm hiểu. Im lặng. Chưa mắt ra mà nhìn vợ chồng thật ân ái đi. Tiền ơi, anh sẽ cho em những giây phút nhớ đời không phải bằng tình cảm yêu thương mà bằng sự dọa đài thể xác. Đó là cái giá mà em phải trả cho sự phản bội của em. Hùng đô la, mày không được quyền làm thế. Nó chết, mày muốn chết à? Thần, trời ơi Thần, anh có sao mà Thần? Đừng bố đéo, trời ơi, thằng cục này lại cho tao. Trời ơi, nó có một tay mà mày làm sao trói lại ra? Trói mau, cãi lời, không chết đi chứ. Trời ơi, làm gì dữ vậy?
Thôi được rồi, đứng im cho tôi trói ông nội. Cãi lời nó bắn bể nắp nhạo bây giờ. Cây súng lục của nó có cô hồn đó. Buộc chặt nó vào gốc cây kia. Rồi xong ngay. Trời ơi trời, biết vậy tôi không trở lại làm gì nữa. Im chứ. Nín rồi, nín rồi. Thường, những lời thề hẹn trước khi mình cưới nhau sao em mau quên quá vậy? Im đi, thật khốn nạn. Anh Thịnh, rồi anh Thịnh, anh có sao không anh Thịnh? Dạ nè. Cũng tại mày cho nên vợ tao giờ đây thay đổi. Mày thật là khốn kiếp, khốn kiếp. Anh Thịnh, anh Thịnh, tình có sát nhân. Cuộc đô la. Hôm nay tôi yêu cầu mày giết tao đi. Chớ nên giết người vô thế. Một tên tướng cướp nhan tài. Sao mà mày tiểu nhân đê tiện quá. Đê tiện. Nè, mày hãy xem đây, và mày mở to cặp mắt để chứng kiến một người mà vợ chồng tao yêu thương âu yếm. Khốn nạn, giết tao đi, hỏi tên tướng cướp bảo tàng. Chớ nên dở tối dâm loạn để làm những điều bi ội như thế kia. Nhưng đây là vợ của tao, biết không? Thì tao đây có đủ quyền hành yêu thương Hường bất cứ ở nơi đâu. Nè Hường, hãy bên nhau, hãy bên nhau như ngày trước đi em. Bên anh như Hường. Không, không, không thể được. Được chứ, sao không em? Lại đây, không, lại đây. Không thể sao, không thể sao, tình ơi, cứ em anh tình ơi. Hãy buông ra hỡi tên quỷ đôi hung ăn dâm loạn bao ngược. Cứ giết đi cho ta chết trước để khỏi chứng kiến cảnh thương đau làm cho ruột thắt gan bao. Hương ơi nhìn em đây mà lòng anh giờ chẳng khác đi một cành hoa tươi tắm sắp bị ngủ sao vì cơn bão tố buồn phân. Trời ơi nghĩ lại mình tàn phế tuổi tân không chống cả được cùng gió to sóng dữ. Thịnh ơi nếu phải chết thì hai ta cùng chết quyết không thể nào phụ bạc nghĩa tình nhau. Được rồi, dù muốn dù không tao cũng phải cho mày chứng kiến cảnh tao và Hường âu yếm tại nơi đây. Hường, lại đây với anh đi em. Lại đây ái anh, cũng như ngày đầu trong đêm động phòng qua trước. Lại đây, lại đây. Không ta sao, không ta